Dân Oan bị đánh đập khi đi khiếu kiện tại Hà Nội, tin từ Hà Nội. Tin tức về công an đánh đập những người dân Oan vẫn tiếp tục, cho dù trước đó dân chúng trong nước đã hết sức bức mãn trước cái chết của cụ bà Hà Thị Nhung trong lúc bị công an đàn áp ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng. Hôm qua thì có tin một người phụ nữ dân Oan Trần Ngọc Anh, quê ở Bà Rịa, Vũng Tàu, bị công an hành hung thô bạo khiến phải nhập viện tại Đông Anh, Hà Nội. Cảnh công an tiếp tục hành hung dân Oan lại tiếp diễn đáng ngại khi dân Oan Trần Ngọc Anh cùng với hàng chục dân Oan khác từ Nam ra Hà Nội để khiếu kiện đất đai đã bị công an đánh đập tại vườn hoa Lý Tự Trọng và đưa về trại giam Đồng Dầu ở xã Dục Tú, huyện Đông Anh, Hà Nội, dù không có lệnh bắt người. Trong nhiều ngày bị giam giữ, bà Trần Ngọc Anh cùng với nhiều dân Oan khác bị hành hung thô bạo. Bà Ngọc Anh bị đánh đập nặng nhất, bị bấm huyệt đau nhất đáng ngại và bị công an cưỡng chế vào bệnh viện Đông Anh mà không có giấy tờ gì rõ ràng. Bà kể lại rằng bà bị công an bấm huyệt, đàn áp, đánh đập, bị ho ra máu và cùng với các anh chị em cũng bị đàn áp. Hiện sức khỏe của bà suy yếu trầm trọng. Trong khi đó, những người dân Oan ở ngoài đưa thuốc vào để mà trị bệnh cho bà thì công an cản trở. Sau đó, công an cưỡng chế đưa bà vào bệnh viện bằng băng ca. Theo bà Anh cho biết, thì một dân Oan khác là bà Phạm Thị Huệ, quê ở Bình Dương, cũng đang nằm tại bệnh viện này do bị công an hành hung bấm huyệt, bây giờ còn mệt và nằm một chỗ, cũng như là xin cấp thuốc, nhưng họ lại không cho. Một dân Oan khác là bà Nguyễn Thị Kim Liên, quê Bình Dương, cũng đang hiện diện tại bệnh viện Đông Anh. Công an đang canh cửa, túc trực canh giữ bệnh viện này suốt ngày đêm và đe dọa rằng sau khi chữa bệnh sẽ đưa những phụ nữ này về lại quê cũ.